Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trước tình hình đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp hơn và chính phủ Việt Nam cũng đã có những giải pháp thiết thực để cùng toàn dân chống dịch. Tiếp nối tinh thần đó thì nhiều doanh nghiệp Việt cũng đã chọn giải pháp làm việc từ xa, các ngân hàng tăng cường giao dịch online, giao dịch từ xa không gặp mặt. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra kẽ hở cho những kẻ xấu tấn công vào quá trình giao dịch này. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị đến với chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này trong chủ đề Ngân hàng giữa cơn bão COVID-19 phần 10, những kẽ hở bảo mật khi giao dịch từ xa. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì không chỉ có nhiều doanh nghiệp Việt Nam cho nhân viên làm việc từ xa để đảm bảo công việc, mà các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng của mình thực hiện các giao dịch từ xa. Tuy nhiên, điều này cũng làm tăng các nguy cơ bảo mật và một trong số đó là các lỗ hổng cho tội phạm mạng thực hiện các cuộc tấn công khai thác gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của doanh nghiệp, khách hàng và cả ngân hàng, như là mất các dữ liệu quan trọng, chiếm quyền truy cập, tấn công vào hệ thống, kể từ đó gây hại lớn về tài chính cũng như hình ảnh của thương hiệu. Khi làm việc từ xa, người dùng có khả năng cao sẽ kết nối với những thiết bị mạng không dây như là Ethernet hay là Wi-Fi tại nhà hoặc nơi công cộng như quán cà phê, nhà hàng. Đó có thể là điểm yếu mà tin tặc nhắm tới, bởi đối với những Ethernet cá nhân hoặc công cộng, việc cấu hình sẽ dơ dài hơn. Sử dụng mật khẩu mặc định hay mật khẩu công khai cho trang quản trị khiến cho việc xâm nhập giả mạo là rất dễ xảy ra, đặc biệt đối với mạng Wi-Fi công cộng. Trong khi tại các doanh nghiệp, hệ thống mạng luôn có những tiêu chuẩn an toàn riêng, cấu hình chặt chẽ và luôn luôn được định danh trước khiến cho kẻ tấn công khó xâm nhập và làm giả. Đặc biệt khi làm việc bên ngoài, nhân viên sẽ truy xuất và sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp. Vì thế doanh nghiệp không nên sử dụng những hình thức chứng thực như username hay password của nhân viên dưới dạng không mã hóa, vì những thông tin này có thể dễ dàng bị theo dõi bởi tin tặc. Trong bối cảnh các doanh nghiệp đều đang áp dụng chính sách cho nhân viên làm việc từ xa, thì các công cụ trực tuyến như email hay Skype gần như trở thành phương tiện chính để trao đổi công việc, thay vì giao tiếp trực tiếp như trước đây. Điều này tạo thêm điều kiện cho kẻ xấu triển khai những phương thức lừa đảo dễ dàng nếu chiếm được quyền điều khiển hệ thống hoặc đánh cắp được tài khoản làm việc của một vị trí nào đó trong công ty, thường là của ban giám đốc, các vị trí liên quan tới tài chính, nhân sự. Khi kiểm soát được những tài khoản này, tin tặc có thể lợi dụng tạo ra những cuộc tấn công nội gián hay lừa đảo nhằm vào chính nhân viên của doanh nghiệp đó. Những phương thức lừa đảo phổ biến có thể là giả mạo email dưới dạng danh nghĩa của nạn nhân, yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân hoặc dụ người dùng tải những phần mềm độc hại, những tài liệu có chứa mã độc về máy tính. Đặc biệt, đây là thời điểm nhạy cảm nên tin tặc thường sẽ lợi dụng sự quan tâm của mọi người về đại dịch COVID-19 để phát tán mã độc. Khi làm việc tại doanh nghiệp, nhân viên được cung cấp máy tính làm việc sử dụng những phiên bản mới nhất về hệ điều hành, phần mềm ngăn chặn virus, mã độc. Hơn nữa, cấu hình Fireway luôn được đảm bảo an toàn để người sử dụng hạn chế tối đa khả năng thất thoát dữ liệu, tài sản chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với máy tính cá nhân tại nhà, phần lớn người dùng không cập nhật phiên bản thường xuyên, cấu hình Fireway qua loa hoặc không có, từ đó tự biến bản thân trở thành miếng mồi ngon của tin tặc. Ngay cả khi an toàn thông tin mạng được đảm bảo, vẫn có những lỗ hổng vật lý ảnh hưởng đến dữ liệu nhạy cảm của công ty. Ví dụ có những nhân viên nói to qua điện thoại tại nơi công cộng hoặc để màn hình máy tính xách tay ở vị trí dễ dàng bị nhìn lén. Việc di chuyển nhiều tạo ra nguy cơ rơi hay mất cắp thiết bị lớn hơn so với khi ngồi làm việc tại văn phòng. Dù vô tình hay có chủ đích, khi thiết bị lọt vào tay người ngoài, dữ liệu bên trong máy có khả năng bị phát tán. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, người dùng nên hạn chế để thiết bị ở những nơi thiếu sự kiểm soát. Khi xóa file nhạy cảm, cần phải đảm bảo xóa ở các thùng rác của máy tính. Với những nội dung quan trọng của doanh nghiệp, nên lưu trữ bằng các thiết bị USB bảo mật để tránh thất thoát dữ liệu trong trường hợp bị rơi hay mất cắp. Thưa quý vị, trước những diễn biến mới thì nhiều doanh nghiệp tại Hà Nội đã cho nhân viên làm việc từ xa và thậm chí là cho nghỉ luân phiên để vừa chống dịch vừa đảm bảo được công việc. Còn về phía các ngân hàng, với đặc thù riêng nên việc đảm bảo mở cửa giao dịch liên tục là rất cần thiết. Vì thế, để vừa chống dịch vừa đảm bảo được quyền lợi của khách hàng, các ngân hàng đã tăng cường các hoạt động giao dịch online, trao đổi từ xa để hỗ trợ khách hàng của mình. Đây đang được xem là giải pháp hữu hiệu và an toàn cho nền kinh tế Việt trước bối cảnh đại dịch COVID-19 có diễn biến ngày càng phức tạp hơn. Vậy cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây.
Để hoạt động kinh doanh vẫn có thể tiếp diễn và cũng để thuận lợi an toàn cho khách hàng, ngân hàng AB Bank đã chủ động trao đổi khuyến khích khách hàng tăng cường sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử, online banking, mobile banking, nộp thuế điện tử, nộp thuế hải quan điện tử 24/7, giao dịch qua fax. Đồng thời rà soát lại danh mục tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp có quan hệ thương mại với Trung Quốc để phối hợp tư vấn kịp thời cho khách hàng. Thường xuyên liên lạc với khách hàng qua các kênh điện thoại, email để cập nhật mức độ ảnh hưởng và có các ứng phó hỗ trợ kịp thời cho khách hàng. Từ sau Tết đến nay thì song song với cái việc sụt giảm về cái số lượng giao dịch của khách hàng trực tiếp tại quầy thì tôi nhận thấy là theo thống kê của ngân hàng thì tôi nhận thấy một cái điểm là các giao dịch điện tử của AB Bank có xu hướng tăng lên mỗi ngày. Các cái sản phẩm dịch vụ trên không gian mạng của AB Bank như là Online Banking hay AB Bank Mobile của chúng tôi cũng được cập nhật. Cái tính năng của nó thường xuyên tăng cái tính năng của nó và đồng thời cũng làm tích hợp nhiều tiện ích hơn. Do đó là cho nên là ngân hàng chúng tôi rất là tự tin trong cái việc phục vụ nhu cầu của khách hàng trước cái tình huống mà xảy ra như thế này. Không chỉ các ngân hàng, nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng hình thức làm việc online cho nghỉ luân phiên để vừa chống dịch vừa đảm bảo công việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn mua phần mềm quản lý doanh nghiệp để trao đổi và tương tác công việc nội bộ. Doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc kinh doanh online để tìm kiếm nguồn khách hàng mới, sẵn sàng quay trở lại phục vụ khi đại dịch qua đi. Đến giờ phút này thì chúng tôi vẫn phải duy trì một lượng nhân sự khoảng tầm 4 đến 5 người hàng ngày là vẫn phải lên công ty và đón tiếp cái khách đến để lục visa. Thì hàng ngày thì chúng tôi cũng vẫn phải tiếp với một cái lượng khách khoảng tầm 40 cho đến 50 khách lên để lục visa, và chính vì vậy mà đến giờ phút này thì giải pháp đầu tiên của chúng tôi là để một lượng lớn số lượng nhân sự khoảng 2/3 nhân sự là chúng tôi cho ở nhà kinh doanh online ở nhà, và chúng tôi đã rất là nhanh chóng mua lại cái phần mềm quản lý doanh nghiệp để chúng tôi có thể hoạt động toàn bộ cái hoạt động trao đổi nội bộ của chúng tôi trên cái phần mềm quản lý này, và làm cho cái sự tương tác của tôi vẫn cứ diễn ra rất là liên tục, họp vẫn liên tục mà không bị gián đoạn gì cả. Bên cạnh đó thì chúng tôi ứng dụng rất là nhiều các cái phần mềm về công nghệ online để từ website đến fanpage đến Facebook đến YouTube đến tất cả các cái mạng truyền thông bằng kinh doanh online để chúng tôi vẫn duy trì và phát triển tìm kiếm những cái nguồn khách hàng tiềm năng bên cạnh những cái dòng khách hàng truyền thống để chúng tôi vẫn mở rộng được cái thị trường. Mặc dù cả ngân hàng và các doanh nghiệp đều đã có những gói giải pháp hỗ trợ những giao dịch từ xa cả về phía nội bộ và giao tiếp với khách hàng, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo rủi ro bảo mật thông tin lại thường đến từ sự mất cảnh giác của người sử dụng, sự chủ quan và thiếu hiểu biết về bảo mật sẽ tạo ra lỗ hổng lớn cho tin tặc, hacker tấn công. Rủi ro lớn nhất ở đây là cái vấn đề xác thực. Như vậy thì hiện nay thì chúng tôi thấy là các cái tổ chức tài chính ngân hàng thì đều đã có những cái phương thức xác thực đầy đủ để đảm bảo rằng là không bị hacker chiếm đoạt tài khoản để chiếm đoạt tiền bạc. Tuy nhiên thì nó sẽ có thêm một cái nguy cơ khác là cái sự mất cảnh giác của người sử dụng sẽ dễ bị truy cập vào những cái đường linh lạ, cũng như là cung cấp, đôi khi là chủ quan dễ dãi cung cấp tên truy cập mật khẩu của mình, sau đó thì bị những kẻ xấu là có thể họ sẽ chat hoặc nhắn tin nói chuyện để lừa đảo cung cấp thông tin. Trên cơ sở đấy thì khi có được dữ liệu rồi thì những kẻ tin tặc này sẽ tìm cách chiếm đoạt tiền bạc, và việc này thì cũng đã từng diễn ra. Cách đây không lâu, Cục An toàn Thông tin đã phát hiện có ít nhất 700 tên miền được sử dụng để phục vụ cho các chiến dịch tấn công lừa đảo thông qua các chương trình khuyến mại, giảm giá, đánh vào tâm lý và thói quen mua sắm vội vàng trong mùa dịch của người dùng. Vì vậy, các đơn vị cần khuyến cáo người dùng không truy xuất những dữ liệu quan trọng ở môi trường mạng không dây công cộng. Nếu kết nối Wi-Fi công cộng, nên sử dụng VPN để mã hóa luồng dữ liệu, cấu hình tường lửa trên máy tính để ngăn truy cập trái phép và cập nhật phần mềm diệt virus mã độc thường xuyên. Không thể phủ nhận đại dịch COVID-19 tạo ra nhiều khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để những doanh nghiệp Việt tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn. Chuyển đổi số là một trong những giải pháp được nhiều nhà quản trị lựa chọn, không chỉ để vượt qua đại dịch mà còn làm tiền đề để tăng tốc phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo về nguy cơ rò rỉ thông tin, sự thiếu hiểu biết trong quá trình thích ứng của người dùng, những chiêu trò ngày một tinh ma của hacker.
Vậy phải làm thế nào để các giải pháp giao dịch từ xa trở nên hiệu quả hơn? Xin mời quý vị đến với chùm ý kiến được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Lời khuyên của chúng tôi là người sử dụng khi giao dịch tiền bạc và những giao dịch liên quan đến thanh toán điện tử phải hết sức là cảnh giác với các yêu cầu cung cấp thông tin. Sẽ không có một tổ chức tín dụng hay một ngân hàng nào mà yêu cầu bạn cung cấp mật khẩu cả, hay là những cái thông tin quan trọng như là nhân thân của các bạn, là về số chứng minh nhân dân, ngày tháng năm sinh, thì quý vị cũng nên hết sức cẩn trọng khi cung cấp. Bởi vì là có nhiều người có thói quen là đặt mật khẩu xoay quanh những cái số liệu này thì tin tặc có thể dò và đôi khi là họ cũng có thể tấn công được. Các tổ chức nên có những cái quy định chặt chẽ và rõ ràng là chúng ta phải sử dụng thiết bị ra sao, chúng ta cần cập nhật các ứng dụng trên đó như thế nào, chúng ta cần cập nhật và cài đặt các phần mềm diệt virus ra sao. Chúng ta cần có cái đào tạo và nhận thức để cho khi truy cập Internet từ xa, khai thác cái dữ liệu của doanh nghiệp từ xa ấy, thì cần có một cái nhận thức đầy đủ về an toàn thông tin. Chúng ta cần có kết nối riêng ảo để đảm bảo rằng dữ liệu của chúng ta sẽ được bảo vệ cao nhất, cũng như là nếu có thể thì thêm một cái lớp định danh xác thực người dùng nữa. Chúng ta cần phân quyền một cách chặt chẽ hơn cho những cái dữ liệu quan trọng của tổ chức. Đây là thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng, bởi vì là lợi dụng cái tình hình dịch bệnh corona rất là nguy hiểm thì người dân rất dễ truy cập vào những cái đường link thông tin liên quan đến dịch bệnh. Chính vì vậy là ngoài cái việc mà các cái cơ quan chức năng cũng như là các cái tổ chức tài chính liên quan là đã liên tục cảnh báo về các cái tình hình lừa đảo hình thức như thế này, thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác. Cụ thể là người dân nên truy cập vào các cái đường link chính thống, website chính thống, cũng như là các cái ứng dụng ngân hàng của chính ngân hàng đó để sử dụng. Như vậy sẽ giảm bớt được nguy cơ bị ăn cắp thông tin cũng như là đảo trong cái mùa dịch corona như thế này. Với tôi thì tất cả mọi người khi tham gia thanh toán bằng công cụ nào đó thì chúng ta đều hiểu, phải tìm hiểu kỹ về công ty đó, và chúng ta nên để những công ty lớn và có uy tín. Chúng ta đặc biệt là không dùng qua một cái app nào đó mà không có tên tuổi và không có thương hiệu. Đặc biệt chúng ta phải kiểm chứng rất rõ bản thân là những người dùng công nghệ đó, họ phải tự nâng cấp kiến thức của mình lên. Tất cả những công nghệ mà tôi chỉ nói là thanh toán bằng tiền thì đều phải những tổ chức lớn và những công ty lớn mới có khả năng và có giấy phép để làm những việc đó. Như vậy là tất cả mà những cái gì mà mang tính rủi ro, các bạn chưa hiểu đó là của ai thì chúng ta không bao giờ tải app đó về. Chúng tôi đánh giá đây là một chính sách kịp thời, đúng lúc, ý nghĩa, và cái quan trọng nhất là nó giúp cho doanh nghiệp trong một cái tài khóa ngắn hạn có một cái điểm tựa, có các cái chi phí, có các khoản thuế giảm để người ta có thể tái đầu tư, tái cấu trúc lại các cái doanh nghiệp của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là hiện nay thì khi mà kết thúc của năm 2019 thì với kinh tế có thể gọi là khả quan, nhưng mà các doanh nghiệp vẫn kỳ vọng tiếp tục cái dự thảo này phải được nhanh chóng áp dụng trong một thời điểm nhất định và phải thực hiện luôn để làm sao kịp thời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả đừng quên có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn và liên tục cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.